Xin chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phân tích mô tả đối với biến định lượng ở trên phần mềm SPSS. Tôi là Tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phần lý thuyết một chút. Chúng ta cần phải hiểu là biến định lượng có nghĩa là gì. Thì theo định nghĩa thì bạn có thể hiểu nôm na là một cái biến thì có thể đo lường được, ví dụ như là bạn có thể cân đong đo đếm được như chiều cao, cân nặng, huyết áp. Về phân loại chính thì chúng ta thường sử dụng nhiều nhất đó là biến liên tục hoặc là biến rời rạc. Thì về cái, cái phân loại biến số này tôi đã có một cái video cũng tương đối là kỹ rồi. Thì bạn có thể tìm xem cái video đó để bạn tìm hiểu thêm. Tiếp theo thì chúng ta cần phải tìm hiểu là phân tích mô tả biến định lượng thì chúng ta cần phải làm gì. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải tìm hiểu về độ tập trung này. Ví dụ như là trung bình, trung vị, số 1, tổng số này. Chúng ta cần phải tìm hiểu về độ phân tán, tức là chúng ta tìm hiểu về phương sai, độ lệnh chuẩn, uh, range tức là cái hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, rồi thì giá trị min, giá trị max, rồi thì cái sai số chuẩn. Đấy, đấy là những cái rất là cơ bản. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về cái phân vị thì thường thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tứ phân vị hoặc là ngũ phân vị. Tiếp theo thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về phân bố của dữ liệu, đó là về độ lệch và độ gù thì cái này liên quan nhiều đến cái việc là chúng ta đánh giá xem là cái phân bố của dữ liệu của chúng ta có được chuẩn hay không tức là phân phối chuẩn hay không đấy và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành với svss và chúng ta sẽ dùng cái file dữ liệu có sẵn ở trong svss là cái file adl sav và đây là một cái bộ số, số liệu giả tưởng đánh giá về hiệu quả một cái can thiệp nào đó trên cái đối tượng là các bệnh nhân nữ bị đột quỵ thì bạn sẽ làm theo cái cách mà tôi hướng dẫn thì bạn có thể lấy được cái file này. Và trong trường hợp mà bạn không thể lấy được cái file này thì bạn có thể tải về từ cái đường link ở cái phần mô tả phía dưới của cái video này. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành và chúng ta sẽ cần phải khởi động cái SPSS như vậy là tôi đã khởi động xong cái phần mềm SPSS và sau khi bạn khởi động xong thì bạn tắt hết các phần khác ra và bạn mở rộng toàn bộ màn hình thì bạn sẽ được cái màn hình giống như tôi. Và để mở được một cái file dữ liệu ở trên SPSS này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào file này và sau đó thì chúng ta vào cái phần là file này xong open này và chúng ta vào data. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm đến cái số liệu mà chúng ta cần tìm thì hiện nay nếu mà bạn theo cái đường link giống như tôi làm như thế này thì bạn sẽ tới được cái thư mục mà có chứa cái file mà tôi đã nêu ở trong cái phần trước. Thì uh, bây giờ tôi sẽ làm rất là chậm để bạn có thể uh, tìm được cái file đó ở trên cái máy tính của bạn thì thực tế thì đây là một cái file ví dụ. Thế tuy nhiên là bạn cũng có thể sử dụng cái phương pháp này để bạn mở cái file của bạn ra, thì bạn tìm đến cái file là có cái đuôi là sav thì là cái file đấy đấy là cái file spss và bạn có thể uh, dùng cái phương pháp này bạn mở cái file đó ra và bạn uh, làm cái việc phân tích giống như là tôi đang làm. Thế còn là nếu mà bạn làm muốn làm cái kết quả giống như tôi thì bạn cần phải theo theo cái hướng dẫn của tôi, thì bạn sẽ vào mở cái ổ c ra. Thường là sau khi cài xong SPSS nó sẽ vào cái ổ C và chúng ta sẽ vào cái program file đấy và sau đó chúng ta nhìn thấy chữ IBM đấy, chúng ta vào IBM tiếp này đấy, chúng ta nhìn thấy chữ SPSS này chúng ta vào statistics này trong tiếp tục là 25 này và sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cái chữ sample này đấy chúng ta double, double click vào đấy thì chúng ta chọn là English tức là cái bộ số liệu này ở dạng tiếng Anh để nó dễ đọc và tiếp đến thì chúng ta nhìn thấy ngay là cái bộ số liệu nó ở ngay số 2 này, cái, cái thứ tự là cái thứ hai nhé. Đấy và chúng ta kích vào đấy là ADSL và SAV đấy và sau đó thì chúng ta kích open. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta mở rộng cái này ra. Đấy thì lúc này chúng ta đã mở được cái bộ số liệu và chúng ta nhìn thấy ở phía trên góc phía trên này này thì là cái tên của cái bộ số liệu và chúng ta mở được cái bộ số liệu như này thì chính xác là cái bộ số liệu mà chúng ta cần mở. Trước khi vào phân tích thì chúng ta có thể xem qua về số liệu, chúng ta có thể nhìn cái phần đây là chính là data view để chúng ta xem toàn bộ cái bộ số liệu của chúng ta như thế nào. Ở trên này là các cái biến số và ở phía các cái hàng này là từng các bệnh nhân và chúng ta có thể vào cái phần variable view để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về các cái biến số và định nghĩa của các biến số nó như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía cái dòng đầu tiên đây chính là cái tên của các biến số và sau đó thì là quy định của các biến số và chúng ta nhìn thấy các cái nhãn biến các cái nhãn biến tức là các cái giải thích về các cái biến số này có nghĩa là gì và chúng ta nhìn cái phần value ở đây là định nghĩa của biến số đấy chúng ta nhìn thấy các cái định nghĩa của biến số ví dụ như là chúng ta kích vào cái đây chúng ta nhìn thấy này control và treatment tức là cái nhóm điều điều trị và cái nhóm đối chứng hoặc là cái phần ở đây có bị đáy tháo đường hay không yết hoặc là no. Đấy, chúng ta uh, nhìn thấy ở đây này, cái missing này là hiện nay là không có này. Và chúng ta nhìn thấy ở cái phần dưới này này. Đấy chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái uh, cái mà có cái thước này, scale này này chính là các biến định lượng. Đấy, còn những cái biến này này là những cái biến định tính, là cái biến này là biến thứ hạng này ordinal là biến thứ hạng này và cái nominal là các cái biến định danh đúng không chúng ta hiểu nôm na là như vậy và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích chúng ta sẽ quay lại phần data view nhá đấy bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy phía trên phần menu chúng ta nhìn thấy phần analyze Đấy chúng ta kích vào thì chúng ta sẽ một có một cái sổ xuống và chúng ta nhìn thấy chữ descriptive Statistic này và chúng ta vào ngay cái đầu tiên là cái frequency đấy, chúng ta click vào đó đấy thì chúng ta khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một số các cái biến gọi là biến định lượng ở đây thế tuy nhiên là có những cái biến nó cũng không thực sự là biến định lượng lắm bởi vì họ lợi dụng cái tính năng của biến định định lượng mà thôi đấy là ví dụ như là biến treatment group thì họ lấy một là à không là là đối chứng còn một là điều trị thế tuy nhiên là nó chỉ là cái biến gọi là biến có không biến có không thì nó nó nằm trong cái phân loại của là biến định tính đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta chỉ có hai cái biến định lượng, thứ nhất là biến tuổi và thứ hai là cái biến thời gian nằm điều trị. Đấy. Thì thực tế thì cái biến tuổi và biến thời gian nằm điều trị này nó là một là biến liên tục. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã quy đổi ra là tuổi và thời quy ra là ngày rồi thì nó chỉ là các cái biến gọi là rời rạc mà thôi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể sử dụng hai cái biến này để chúng ta uh, áp dụng vào cái phân tích mô tả cho biến định lượng và đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái biến tuổi đấy chúng ta chọn nhé khi chúng ta chọn thì nó sẽ đổi thành màu vàng và chúng ta sẽ dùng cái kích vào cái mũi tên này đấy chúng ta kích trái chuột vào cái mũi tên này thì chúng ta sẽ có cái biến nó sẽ chuyển sang phần variable bên này và cái biến đó nó sẽ biến, biến mất ở bên này và chúng ta cần phải lựa chọn cái phần statistic đấy, chúng ta click vào đây. Đấy, khi chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ những cái nội dung mà tôi đã trình bày ở trong cái phần slide. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy phần tendency, đấy, đây là độ tập trung nhá, toàn bộ min này, median này, mode và sum này. Ở dưới này là là độ phân tán này, gồm có standard deviation là độ lệch chuẩn này, đấy, phương sai này, range này, giá trị uh, nhỏ nhất và giá trị lớn nhất này, rồi thì uh, sai số chuẩn, đúng không ạ? và phía trên này là percentile và phía dưới này nó là cái độ gù và độ lệch tức là phân bố của cái bộ số liệu đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể phân tích và chúng ta áp dụng từng phần thôi hoặc là chúng ta có thể tích toàn bộ à, giả sử như đầu tiên tôi mới chỉ quan tâm đến phần gọi là trung bình trung vị số 1 và tổng thôi đấy thì chúng ta kích continue đấy và ok đấy thì lúc này nó sẽ cho chúng ta các cái thông số tương ứng rất là dễ hiểu và đơn giản. Được, được chúng ta nhìn thấy ở đây này, đấy, đọc ở đây chúng ta sẽ thấy này, hiện nay là có 100 trường hợp và cái giá trị trung bình là 71,76 này, trung vị là đây này, đấy, số 1 là bao nhiêu này và tổng số là cái giá trị tổng số là là bao nhiêu đấy Tất nhiên là cái giá trị tổng số này nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm Tức là ở đây máy tính nó cộng toàn bộ tuổi của 100 cái, cái trường hợp này vào để nó ra cái con số này Đấy Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục chúng ta quay lại nhé Đấy ở phía dưới này thì là nó là mô tả xem là cái tần số của từng cái trường hợp này nó như thế nào Ví dụ như là cái tuổi 66 này thì nó có 3 trường hợp này Đấy tuổi 73, 74 thì là nó có 14 trường hợp này Đấy 14 trường hợp này Đấy kiểu kiểu như vậy à, Chúng ta sẽ tiếp tục nhé chúng ta vào lại quay lại này analyze này vào descriptive này vào frequency này đấy và sau đó thì chúng ta vào statistic này thì lúc này chúng ta sẽ lựa chọn thêm các cái thông số khác ví dụ như là lựa chọn những cái thông số toàn bộ thông số đi đấy chúng ta chọn hết vào nhá đấy quyên tai này đấy ketosin này thế còn cái cái quan tai này là tứ phân vị này thế nếu mà giả sử như là bạn muốn chia thành ra thành nhiều phân vị hơn giả sử như là ngũ phân vị chẳng hạn thì chỗ này bạn phải chọn là 20 đấy, ví dụ thế còn nếu mà không chọn 10 chẳng hạn thì nó sẽ ra là cứ thành 10 nhóm 1 đấy và cái percentile này thì bạn có thể chủ động bạn đưa các cái khoảng vào đấy, tùy tùy bạn phân tích thì cái này nó sẽ mở rộng hơn Tuy nhiên là đối với bạn đến thời điểm hiện nay thì tôi nghĩ là những cái thông số mà tôi đã tích vào như này là cũng là tương đối đầy đủ đối với lại cái phân tích cơ bản của bạn rồi và chúng ta sẽ kích continue đấy và chúng ta sẽ kích là ok rồi Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta cần. Đấy, chúng ta thấy này, chúng ta có min này, chúng ta có uh, sai số chuẩn này, đấy, standard error of min này, đấy. Và chúng ta có trung vị này, có số mốt, này, có sai số chuẩn này, có phương sai này, uh, độ lệch này. Đấy, uh, độ gù này, đấy có cả sai số của độ lệch, độ gồ này, chúng ta có cái range này. Range này chính là cái giá trị lớn nhất trừ đi giá trị nhỏ nhất. Đấy. Là cái khoảng đấy, cái khoảng giữa cái cái giá trị lớn nhất và dạng giá trị nhỏ nhất này. Đấy, cái đối tượng mà uh, giá trị cao nhất này, giá trị thấp nhất này, đấy người thấp nhất tuổi là 66, người cao nhất tuổi là 91 tuổi đúng không ạ? Tổng số là bao nhiêu này? Và nếu mà chúng ta phân theo cứ 10 nhóm 1, cứ 10 cái phần trăm 1 thì nó sẽ phân bố như thế này. Đấy, được chưa? Và ở phía dưới này thì nó vẫn là cái bảng giống như phía trên thôi. Đấy, tương đối là đơn giản. Và lúc này thì bạn đã có đầy đủ các cái thông tin để chúng ta có thể đưa vào trong cái bài viết của chúng ta. Để chúng ta có thể lấy được các cái giá trị gọi là phân tích, uh, mô tả cho cái biến định lượng, đúng không ạ? Bây giờ nếu mà xử như là chúng ta sẽ đi xa hơn một chút để chúng ta vào cái phần analyze này. Đấy chúng ta vào phần frequency này. Đấy giả sử như là chúng ta có nhiều biến chẳng hạn và chúng ta muốn phân tích nhiều biến cùng một lúc thì chúng ta hoàn toàn phải đưa vào đây thôi. Đấy đưa vào đây này. Đấy. Và chúng ta click ok. Đấy. Đấy thì lúc này chúng ta nhìn thấy ở đây này, đây là biến tuổi này. Còn phía bên cạnh này là cái biến thời gian nằm viện này. Đấy và nó cũng ra các cái cái giá trị luôn. Đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái giá trị này để chúng ta đưa vào các phần bảng biểu của chúng ta. Rồi bây giờ tôi sẽ dừng lại cái video này ở đây và tôi sẽ hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo về phân tích thống kê đối với lại SPSS. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.